Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ dẫn tất cả các bạn đi xem ngày Tết miền quê có những gì nghe các bạn. Thì thôi, đây là thịt heo kho hột vịt. Đây là món tuổi thơ của mình và các bạn. Chắc hẳn ai cũng từng có một ký ức rất là đẹp khi mà nhìn về hột vịt, thịt kho này nhé các bạn. Còn đây là chả cá, mặc dù chả cá không có dành cho ngày Tết nhưng mà nhà mình vẫn chiên nấu lên để ăn nha các bạn. Và đây là món chính không thể thiếu trong ngày Tết, đó chính là món bánh tét. Món bánh tét được làm từ tay của chính người dân lao động khéo léo đã tạo nên hương vị bản sắc dân tộc và tạo nên nét đẹp khéo léo của người dân lao động. Cái này là nhiều nước quá nên mình múc nước mình đem đi đổ nha các bạn. Đổ bớt vào cái hồng này chàng. Xong màn giới thiệu đồ ăn thì giờ mình đi bắt gà nha mọi người. Xa khơi khi mà trời đang sông bão, vấp ngã lại đứng lên không sao. Ước mơ đang xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu, chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều. Thì cuộc đời ta sống chẳng... Và thế là đã xong một buổi sáng của mình. Bây giờ tới tối mình sẽ đi coi bắn pháo hoa nha mọi người. Pháo hoa rất đẹp có phải không ạ? Và sẵn đây mình cũng xin chúc tất cả mọi người hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Video của mình xin hết tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt các bạn.